Xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Long An. Sáng ngày 7 tây tháng Giêng 2018 đi đám cưới một người cháu bà con cái gì, và tranh thủ chờ rước dâu về. Hãy cho mình đi dạo quanh hàng xóm, bởi vì nghe tiếng gà gái lâu lắm rồi mới thấy đàn gà dễ thương không. Và sao trong kia đó là cái chuồng bò đó, gì thấy con bò đó, và kiểu nhà xây ngày xưa nè, là mái ngói vậy. Có cái truyền hình bắt parabol á, cái chảo á, truyền hình vệ tinh á vậy. Là trước có bàn thờ thông thiên, có trồng cây mai, và đây có cái cây kiển, cây dứa gai á vậy. Ngày xưa ăn xôi bắp là lấy cái lá này làm cái muỗng á gì nhớ không. Đó, và phía trước thì có cái ao cá thả cá rô phi vậy, cá trê. Khi nào có bạn bè bắt nướng chiên xù đó. Còn đây là vịt xiêm nè, vịt, nhớ không đó. Đó, ở dưới quê cây nhà lá vườn, tự cung tự cấp, chăn nuôi trồng tỉa được gì trồng cái gì. Đây là cái cây, cây điệp mùa hè nở hoa đẹp lắm nè. Ở đây có cây vú sữa vậy. Đây, đang có trái to to nè. Và dọc theo cây này người ta thả cái cây thanh long, dragon fruit. Vậy theo đó, điên vòng. Và miền quê Việt Nam là có khóm trúc bụi tre, và đây là hàng cây tầm vong, cái cây mà để đóng ghế tre vậy. Đẹp không. Mùa mưa xuống nó sẽ có măng, thường trong mấy cái bụi tre là có cái gò mối. Có gì nhớ gò mối không? Đó. Và gần ở đây lên Đức Lập, cách đây khoảng 2 cây số, có địa danh gọi là ngã ba gò mối á, quý vị nào ở Đức Lập các biết. Rồi đi qua khỏi nhà thì thường người Việt mình có phong tục là chôn cất ông bà tổ tiên trong cái khu vườn đất nhà mình. Và quý vị thấy giữa sự sống và cái chết cách nhau có con hẻm nè. Đó, và quý vị thấy đây là cái mộ xây bằng đá ong. Tức là mộ này cũng gần hơn 100 năm ấy. Ngày xưa không có đá granite như giờ. Đá ong này nổi tiếng ở vùng Biên Hòa đó. Đó, và vẫn xây theo kiểu triều đình Huế đó. Và những cái mộ kia xây gạch men là mới sau này. Đó, miền quê vậy, vậy. Ông bà tổ tiên dù có quá cố thì vẫn ở quanh quẩn với con cháu trong khuôn viên đất vườn nhà. Tình làng nghĩa xóm cái gì ha. Đó, và đây là toàn cảnh đám cưới đứa cháu mà Hải Cao Minh đang chờ rước dâu về cái gì. Đây gì thấy có cây me trái quá trời trái rồi. Wow, này là hái nấu canh chua cái gì ha. Nhất là hái me dốt, vì như dốt bột không, tức là nó chưa có héo hẳn á, ăn nó còn chút chua chua ngọt ngọt, nó xốp xốp vậy. Đây là cái cây, cây bình bát. Mùa này không có trái mà. Vì nhớ cái trái bình bát không, mình ăn mình dầm nước đá.
và cái gốc này người ta ghép lại cây mãng cầu sim ấy vậy. Ok, cho chị vô xem tiệc cưới chuẩn bị rước dâu về nè. Đây hình cô dâu chú rể đây vậy. Tên là Minh Vinh Như Ý, 7/1/2018. Rồi, chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc. À, nhạc chuẩn bị thử để đón cô dâu về. Này bà nội đó. Đây dạng sân khấu vậy. Đây chuẩn bị đẩy tiệc. Cái bộ dáng nằm ở việc mát đó. À, bằng thợ ông bà tổ tiên. Lâu lắm rồi mới gặp. Bây giờ chỉ còn có 10. Dạ. Đây mẹ hai con Minh hay gì? Đó, chúc là người lớn sẽ ngồi mâm trên, anh đi ngồi mâm dưới.
tươi mừng uyên ương sánh đôi lễ ra mắt ngay trong tay tiếp nhận sinh kết duyên đôi mình cả hai họ đều tươi như hoa thân sống sang.